Vừa qua, nam rapper Sing John Combs hay còn được biết đến với nghệ danh Diddy đã bị bắt. Anh ta bị buộc tội tống tiền tham gia vào hoạt động môi giới bán hòa. Vụ việc của nam rapper nhanh chóng gây chấn động cả ngành công nghiệp giải trí. Được biết, 6 tháng trước khi Diddy bị bắt giữ, Bộ An ninh Nội địa đã đột kích nhà riêng của nam rapper ở Los Angeles và Miami và tìm thấy rất nhiều bằng chứng liên quan đến các hoạt động của bữa tiệc trắng nhạy cảm, thường được gọi là Break Off. Đến 16 tháng 9, thì anh đã bị giam giữ tại đơn vị nhà ở đặc biệt của MDC. Ngày hôm sau là 17 tháng 9, Diddy vì quyết không nhận tội nên đã bị từ chối tại ngoại. Đến ngày 18 tháng 9, đơn kháng cáo từ luật sư Annie Filo của Diddy chống lại lệnh không tại ngoại cũng nhanh chóng bị bác bỏ và phiên điều trần tiếp theo của rapper này được ấn định vào 2 giờ chiều ngày 9 tháng 10 năm 2024. Theo nguồn tin từ Larry Levin, cựu tù chung trại với Diddy, thì nam rapper sinh năm 1969 đã chê ổng chê eo đồ ăn của nhà tù. Diddy thẳng thừng nhận xét đồ ăn tại MDC là nhạt nhẽo và nhiều carbon hydrate. Levin cũng cho biết, nam rapper đã gần như bỏ ăn ngoài lý do đồ ăn kém chất lượng thì còn xuất phát từ nỗi lo lắng bản thân có thể bị hại bằng cách giở trò vào thức ăn. Cáo trạng của cảnh sát liên bang công bố ngày 17 tháng 9 đề cập đến việc thu giữ được nhiều đồ phục vụ cho Break Off, bao gồm chất cấm và hơn 1.000 chai dầu em bé, chất bôi trơn trong cuộc đột kích khám xét nhà của Diddy hồi tháng 3. Trong tài liệu có mô tả, Break Off là những buổi trình diễn nhạy cảm được dàn dựng công phu mà rapper đã sắp xếp chỉ đạo trong suốt quá trình, thường được ghi hình lại bằng các thiết bị điện tử. Cáo trạng tiết lộ việc các nạn nhân bị ép buộc theo nhiều cách kể cả vũ lực phải ăn nằm kéo dài với những người hành nghề bán hoa, đến nỗi Combs và các nạn nhân thường được truyền dịch tĩnh mạch để phục hồi sau khi chơi hết sức và sử dụng chất cấm. Liên quan đến vụ việc mới đây, trong bộ phim tài liệu của TMZ mang tên The Downfall of Diddy, The Indictment ra mắt vào ngày 25 tháng 9, ông Mark Anifilo, luật sư của Diddy, đã phản hồi những thông tin liên quan. Theo đó, Mark nói, ông không biết con số 1.000 xuất phát từ đâu và không thể tưởng tượng được con số lên đến hàng ngàn. Khi được cho biết con số này lấy từ tài liệu của các công tố viên, ông Mark nói rằng không chắc dầu em bé có liên quan gì. Nhưng khi được nói loại dầu này thường dùng trong các buổi tiệc của Diddy, vị luật sư đáp, tôi đoán vậy, tôi không biết cần tới 1.000 chai để làm gì. Một chai dầu có thể dùng được rất lâu. Ông cho rằng Diddy đã mua hàng với số lượng lớn từ công ty bán buôn đơn thuần vì anh ta có một ngôi nhà lớn. Khi đề cập đến các bữa tiệc của Diddy, ông Mark Anifilo tin rằng đó là quan hệ tay ba giữa rapper với bạn gái cũ và một người khác, không phải là tập thể. Đó là những người trưởng thành đang làm những gì mà họ đồng thuận. Bạn biết đấy, chúng ta không nên quá khắt khe ở đất nước này khi nghĩ rằng chuyện lên giường là điều xấu. Luật sư của Diddy nói, được biết vì tính nghiêm trọng của vụ việc, Netflix đã quyết định sản xuất phim tài liệu về cáo buộc liên quan đến trùm nhạc rap Diddy. Theo Variety, hôm 25 tháng 9, hãng phim hợp tác rapper 50 Cent và đạo diễn Alexandria Stafflenton thực hiện dự án chưa ấn định ngày công chiếu. Nội dung phim tác động nhiều người, đó là câu chuyện phức tạp kéo dài hàng thập niên chứ không đơn thuần là tin tức hay video được công bố trước đó, đại diện ekip nói.